Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 5, 2020. Hiện bây giờ là mình đang ở thành phố San Jose, California. Bây giờ là mình đang trên đường chạy tới thành phố Santa Clara County nha các bạn. Mình đang trên đường đi chợ mua đồ ăn đó. Cái chỗ mà mình mua đồ ăn thì nó nằm ở bên thành phố Santa Clara nha các bạn. Từ San Jose á, mà chạy qua thành phố Santa Clara thì cỡ 10-15 phút nha các bạn. Thì cũng không có xa lắm. Nó cũng như là từ đây chạy lên Milpitas, California. Đó, hay là Fremont, California. Fremont thì hơi xa một chút, thì cũng 20 phút. Nhưng mà Santa Clara thì cũng cỡ cho là cỡ 15 phút đi. Đó thì hôm nay thì mình chạy trên cái xa lộ 280 North nha các bạn. Cái đường này mình ít quay cái đường này lắm, tại vì mình không có đi cái đường này nhiều đó. Nhưng mà hôm nay thì sẵn mình chạy qua thành phố Santa Clara đó, thì mình phải đi đường này đó, thì mình sẵn thì mình quay luôn cái xa lộ cho các bạn coi cái tình hình hiện bây giờ đang ở thành phố San Jose, California. Tại bây giờ là mình đang vẫn ở thành phố San Jose nha các bạn. Mình phải chạy thêm nữa, rồi mình phải đi qua thêm mấy cái đường khác, rồi nó mới tới thành phố Santa Clara. Ok. Hôm nay đó thì mình muốn chia sẻ cho các bạn đó, thì cái tình hình đường cái của San Jose, rồi cái đường cái của Santa Clara luôn, tại tí nữa mình qua bên đó đó. Rồi mình chia sẻ cho các bạn cái tin tức của cái vụ COVID-19, mấy cái ca nhiễm và mấy cái số người chết đó, tại vì mỗi ngày nó khác đó, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà trước khi mình chia sẻ cái vụ COVID-19 á, thì hôm nay á, thì mình mới đọc ở trên tin tức là bây giờ cái county của mình đang ở hiện bây giờ là Santa Clara County, là mấy cái ông nhà nước đó bắt đầu thứ sáu này á, là họ bắt mình phải mặc mang cái khẩu trang đi ra ngoài đường nha các bạn. Như tỷ mà mình đi chợ hay là mình đi đâu đó thì mình phải mang cái khẩu trang. Hồi lúc á, thì mình chưa có bắt buộc phải mang, người ta chỉ khuyên mình mang thôi, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu thứ sáu này á, là phải bắt buộc mang, chứ không thôi mà gia tỷ mà cảnh sát họ bắt mình á, thì họ phạt tiền nhé. Mấy cái county khác với mấy cái tiểu bang khác đó thì người ta đã bắt buộc mang khẩu trang rồi, mà chỉ là cái county của mình thì nó hơi trễ một chút đó. Thì bây giờ nó bắt buộc, bây giờ bắt đầu bắt buộc mặc đây. Tại vì ở San Jose đó, nhiều người bị ca nhiễm nha các bạn, với nhiều người chết đó, là cũng nằm trong thành phố mình đang ở đó, là San Jose, California nha các bạn. Nó càng ngày nó nhiều người chết nha các bạn, ghê quá. Mà nó chết trong cái thành phố của mình nó mới ghê chứ. Đó là vậy đó, San Jose là trong một cái county á, có nhiều người chết nhất nha các bạn. Ok rồi, bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn toàn thế giới cái vụ cái dịch COVID-19 đây. Hiện bây giờ là hơn 5 triệu ca nhiễm, rồi hơn 329.000 người chết nha các bạn. Cái đó là toàn thế giới đó. Rồi bây giờ mình chia sẻ cho các bạn mấy cái nước mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất. Hiện bây giờ đang đứng đầu là USA, là United States of America, là bên Mỹ nha các bạn. Hiện bây giờ là gần 1.600.000 ca nhiễm, rồi hơn 94.000 người chết. Hôm nay thì chết hơn 1.400 người nha các bạn. Quá nhiều là nhiều luôn nha các bạn, ghê gớm gì đó. Ngày nào cũng có người chết, số nó càng ngày nó càng lên, càng nhiều người chết. Nhiều người không biết làm sao mà người ta, tại vì người ta cũng như là người ta ra ngoài đường hay là gì á, người ta càng ngày người ta ra ngoài, người ta chơi, người ta không có quan tâm, người ta không có khe, người ta đi ra chơi, rồi người ta đi biển, rồi người ta đi tùm lum hết đó, rồi bây giờ bị nhiễm rồi tùm lum nó lan đầy á, bởi nó mới bị chết nhiều người như vậy nha các bạn. Đó, rồi bây giờ đứng nhì là Russia. Nước Russia hiện bây giờ có hơn 308.000 ca nhiễm, hơn 2.900 người chết, rồi 135 người chết hôm nay. Đứng ba là Brazil. Hiện bây giờ nước Brazil có hơn 293.000 ca nhiễm,
hơn 18.800 người chết rồi, 911 người chết hôm nay. Brazil á, cũng như là thấy như là đứng nhì á, chết nhiều nhất trong một ngày nha các bạn. Brazil cũng bị nhiều người chết lắm, cũng ghê gớm vậy đó. Rồi đứng tư là Spain. Hiện bây giờ có hơn 279.000 ca nhiễm, hơn 27.000 người chết rồi, 110 người chết hôm nay. UK là hiện bây giờ có hơn 248.000 ca nhiễm, hơn 35.700 người chết rồi, 363 người chết hôm nay. Italy hiện bây giờ có hơn 227.000 ca nhiễm, hơn 32.000 người chết rồi, 161 người chết hôm nay. France hiện bây giờ có hơn 181.000 ca nhiễm, hơn 28.000 người chết rồi, 110 người chết hôm nay. Đó thì mấy cái nước đó là nhiều người chết nhất chứ nhiều ca nhiễm nhất nha các bạn. China thì cũng không có biết đang đứng ở đâu nha các bạn, tại cái số nó không có thật đó. Mình đang đọc ở trên cái website worldometers.info/coronavirus. Miễn mà các bạn nào mà muốn biết thêm chi tiết á, các bạn nhớ lên cái website đó nha. Cái đó là cái website mình đang đọc đó. Rồi bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái tiểu bang ở bên Mỹ đó mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất đây. Hiện bây giờ đang đứng đầu, vẫn đứng đầu mỗi ngày nha các bạn, là New York, tiểu bang New York đó. Là hiện bây giờ có hơn 364.000 ca nhiễm, hơn 28.700 người chết, rồi hôm nay thì 110 người chết. Đứng nhì là New Jersey. Hiện bây giờ New Jersey có hơn 152.000 ca nhiễm, hơn 10.700 người chết, rồi 156 người chết hôm nay. Đứng ba là Illinois. Hiện bây giờ có hơn 100.000 ca nhiễm, hơn 4.500 người chết, rồi 146 người chết hôm nay. Massachusetts hiện bây giờ có hơn 88.000 ca nhiễm, hơn 6.000 người chết, rồi 128 người chết hôm nay. Rồi đứng năm là tiểu bang mình đang ở nha các bạn, là tiểu bang California. Mình đang ở thành phố San Jose County, là Santa Clara County nha các bạn. Hiện bây giờ California có hơn 85.000 ca nhiễm, hơn 3.500 người chết, rồi 87 người chết hôm nay. Đó là mấy cái tiểu bang mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất nha các bạn. Đó cũng như nãy mình nói đó, các bạn mà muốn biết thêm chi tiết đó, các bạn lên cái website worldometers.info/coronavirus. Đó, nhưng mà các bạn mà muốn biết thêm mấy cái ca nhiễm như mấy người chết đó là cho mấy cái tiểu bang khác đó, thì các bạn nhớ vô cái website đó nhé. Thì đó, thì hôm nay đó các bạn, mình muốn chia sẻ như vậy nha. Bây giờ là mình đang sắp sửa tới thành phố Santa Clara County đây. Đó thì nãy mình nói là từ San Jose mà chạy tới Santa Clara thì cũng cỡ chắc cho đại khái là cỡ 15 phút đi nha các bạn. Chạy kẹt xe rồi nữa 15 phút đi, cũng không có xa lắm. Cũng cỡ 10 mile tới 15 mile, là cũng như là bên Việt Nam là người ta đi bằng kilometers đó các bạn. Là chắc cũng 20 km đó. Ok, bây giờ mình đang trên cái xa lộ Lawrence Expressway nha các bạn. Cái đường này cũng lớn lắm á, cho cái thành phố Santa Clara County. Thank you.
Ok các bạn, thì mình mới mua đồ ăn xong nha các bạn. Bây giờ mình trên đường mình chạy lại về nhà đây, về thành phố San Jose, California. Đó thì nãy các bạn thấy đó, thì cái đường cái nó cũng có xe đó, cũng rai rai, cũng không có đông lắm. Nhưng mà cũng có người chạy ngoài đường nha. Hồi xưa 3 tháng hồi trước đó, thì khu nào cũng có xe chạy đông hết, mà bây giờ thì các bạn thấy đó thì nó cũng vắng đó, không có đông lắm. Đó thì như vậy đó, thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái đường cái cho các bạn coi ở thành phố San Jose dưới thành phố Santa Clara, tại vì hôm nay mình đi Santa Clara đó. Với mình muốn chia sẻ mấy cái số ca nhiễm với số chết của cái vụ cái dịch COVID-19 nhé. Ok các bạn, thôi bây giờ mình chạy về nhà đây, có gì về bữa mình có thêm dịp đó thì mình quay thêm cái đường cái cho các bạn coi dưới chia sẻ cái tình hình ở bên thành phố San Jose với cái tin tức của nước Mỹ nha, cho các bạn biết. Các bạn nhớ giúp mình nhé, nhớ ủng hộ cái channel của mình, nhớ comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó, các bạn nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Nhịp Sống Cali và cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Có gì mình gặp sau. Bye bye.